Thưa quý vị, những ngày này, số ca COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không ngừng tăng ở mức cao và đều là những ca được ghi nhận trong khu cách ly tập trung và khu vực đang phong tỏa. Điều này càng cho thấy áp lực, sự căng thẳng của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ, kiểm soát, điều hành và phục vụ trong những khu vực này. Các phóng viên thời sự đã có ghi nhận thực tế tại những khu vực được gọi là vùng đỏ trong bản đồ dịch bệnh COVID. Mời quý vị theo dõi. Với ca COVID liên tục được ghi nhận, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền hiện là một trong những tâm dịch lớn ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thị trấn có 12 khu phố với hơn 12.000 hộ, 40.000 nhân khẩu. Khi bị phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, hầu hết người dân đều thấy căng thẳng. Căng thẳng không chỉ vì không gian sống bị bó hẹp, nội bất xuất, ngoại bất nhập, mà còn vì nỗi lo nguy cơ cao, rất cao mà bệnh có thể xâm nhập. Nhưng rồi, sau vài ngày, người dân bắt đầu quen với không khí phong tỏa. Đặc biệt, mọi lo âu dần giãn khi có chính quyền hướng dẫn tận tình cách phòng dịch, cách sinh hoạt, tổ chức cuộc sống trong khu vực bị phong tỏa. Việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID được thực hiện liên tục. Vệ sinh, khử khuẩn cũng liên tục. Nhu yếu phẩm thiết yếu được đảm bảo, không xảy ra tình trạng người dân thiếu thức ăn, nước uống hay các nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày. Tôi là người đại diện, tới từng nhà. Tôi gõ cửa từng nhà và hỏi bà con khó khăn gì, tôi lấy miếng giấy tôi ghi vô và tôi sẽ đi chợ. Cái điều thứ nhất là tôi sẽ ra bách hóa xanh, tôi mua để về phục vụ, chia ra từng nhóm. Ví dụ như sáng tôi ghi nhóm này, xong rồi tôi qua tôi ghi nhóm kia, tôi về tôi đi chợ, chợ cho nhóm 1, xong tôi về tôi đi chợ cho nhóm 2, phục vụ cho bà con. Thì tôi thấy là bà con rất là hài lòng cái việc làm của tôi, người ta cũng rất cảm ơn. Nói chung ra là nhiệt tình. Bà con cũng hợp tác với tôi, người ta cũng tuân thủ theo giống như là ở trong nhà, không đi đâu hết. Tôi nhận đơn, tôi mua cho bà con đầy đủ. Thì tụi em lấy nguồn hàng nhập từ Đà Lạt về, hàng tươi ngon và rau sạch của gia đình tự trồng để đưa đến cho tiếp ứng đến những cái gia đình khó khăn trong lúc này. Thành ra tụi em chịu khó cực một chút, nhưng mà mình đảm bảo bà con có thức ăn trong ngày. Thì nó cũng hơi thiếu thốn, nhưng mà được sự hỗ trợ của kịp thời của ủy ban rồi của khu phố thì cũng có những mạnh thường quân họ tiếp tế vào như rau củ quả hoặc là các cái thực phẩm, thì bà con cũng chia nhau để cùng chung cái chống cái đại dịch này cho nó nhanh đẩy lùi. Những bất tiện thiếu thốn, những căng thẳng âu lo dần được tháo gỡ bằng sự quan tâm chăm lo chu đáo từ chính quyền, ngành chức năng, bằng tình cảm cộng đồng thêm gắn kết khi chung hoạn nạn. Niềm tin và hy vọng lại thắp lên để mọi người ở tâm dịch Long Hải đồng thuận với chính quyền, chấp hành tốt quy định phòng dịch, phong tỏa. Thank you.